makes it out at the first light. We lit up with the sunrise. Gets my heartbeat running wild when you're here by my side. And we'll dream out loud. Take our chance. Cho cô dâu anh xin được gửi tới toàn thể các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các chị lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Thưa quý vị khách quý thân mến, lấy làm vinh dự tự hào với gia đình nhà gái của chúng tôi được chào đón gia đình nhà trai với một thành phần rất đủ đầy. Chào đón toàn thể quý vị quan khách khách quý hai bên gia đình của chúng ta đã dành trọn vẹn thời gian tình cảm để chung vui với sự kiện trọng đại của hai nhà chúng tôi cũng như niềm hạnh phúc của Hoài Nam và Mai Thanh. Xin được thay lời của gia đình nhà gái chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện đủ đầy của tất cả quý vị và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng mời trà, mời nước, điều thương thầm chúng ta mừng cho chú rể Thảo, bánh kẹo ngọt chúng ta chúc phúc, chúc lộc cho cô dâu hiền. Thưa quý vị thân mến, Hoài Nam, Mai Thanh, hai con người hạnh phúc của hai gia đình của chúng tôi được sự kết nối bởi hai bên gia đình và sự vun đắp của bạn bè, đồng nghiệp. Và chúng tôi cũng biết rằng Hoài Nam và Mai Thanh, hai con người của chúng ta ngày hôm nay, họ cũng là những người đồng nghiệp chung một cơ quan. Và có lẽ rằng tình bạn đã kết nối, tình yêu đã được chấp cánh. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt trở về với vị trí trang trọng của đại diện hai bên gia đình của chúng tôi và cùng đến với lời thưa chuyện của đại diện gia đình nhà trai sẽ giới thiệu thành phần của gia đình và ý nghĩa của các phần thủ tục trang trọng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà trai chúng ta. Kính thưa hôn trưởng, hôm nay là ngày vui nhất của cuộc đời một con người khi đã lớn lên xây dựng hạnh phúc gia đình. Hôm nay chúng ta được tụ họp tại đây để tổ chức hạnh phúc cho cháu Thanh và cháu Nam. Gia đình bên họ trai chúng tôi đã có mặt đầy đủ. Bố mẹ, anh em, chú bác, cô dì, cậu mợ bên nội cũng như bên ngoại đã có mặt đầy đủ và cảm ơn chúc sức khỏe bên họ nhà gái và toàn bộ hôn trường mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Kính thưa toàn thể hôn trường, hôm nay ngày vui nhất, ngày lành tháng tốt, giờ tốt tháng tốt, tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin giới thiệu thành phần của bên họ nhà gái để chúng ta được giao lưu và chơi trò đầm bóng kết thúc nghe để coi như là ta được giao lưu trong cái vấn đề. Trước khi tôi phát biểu và giới thiệu thành phần, tôi xin kính chúc toàn thể hôn trường một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa ông bà, hai ông bà và anh em dòng họ bên họ nhà gái, cháu Thanh và cháu Nam đã qua quá trình tìm hiểu được sự đồng ý của đoàn thể cơ quan cũng như hai bên gia đình đến ngày hôm nay quả chính hoạt tình ái được mài dũa, được ra mắt toàn thể các khách quý, các bạn bè gần xa. Tôi xin giới thiệu như là về thân sinh là thân mẫu và đồng ông Lô Long là xin cho cháu Thanh và Hoàng Chi Vương là thân mẫu thì cha nhà cháu Thanh. Và nói chung toàn bộ anh em chú bác nội ngoại bác cả thì hai thì nói chung là đều có mặt đầy đủ trong gia đình đó. Một lần nữa kính chúc như là hôn trường thành công và tốt đẹp. Xin cảm ơn. Dịp nhau để cơ hội ngày hôm nay của chúng ta có mặt tại sự kiện hạnh phúc này và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hoàng Liên Sơn ạ. Vâng ạ, đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn từ đồng nghiệp ạ. Thưa quý vị, quả là bắt tay với một ông mối và một vị lãnh đạo và rất là tuyệt vời đã dành hạnh phúc cho các người đồng nghiệp và những người em, những người cháu trong cơ quan của mình. Hoài Nam thân mến, hãy cùng cúi chào và hãy cùng ra mắt tới đại tổng gia đình nhà gái, hai bên gia đình và toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay thông qua cái cúi chào của em. Xin mời. Thật là tuyệt vời với những chào vào tay thật rộn rã của tất cả quý vị. Gia đình nhà trai ông Nguyễn Mạnh Hường và bà Lê Thị Thị, xin mời gia đình chúng ta vui lòng đứng lên ạ. Chuẩn bị sẵn sàng với cây chầu đầu tiên, em cùng đứng ở giữa đi. Và gia đình nhà gái, chúng tôi trân trọng kính mời ông Trịnh Đình Long và bà Hoàng Thị Vương ạ. Trước khi hai bên gia đình chúng ta cùng dâng cơ chầu, hãy dành cho nhau một cái bắt tay, đó là sự khẳng định, sự quyết tâm giữa hai bên gia đình của chúng ta vun đắp hạnh phúc trăm năm cho đôi con trẻ. Vâng, rất là tuyệt vời. Và bây giờ, thưa quý vị, cơ chầu không nặng mà nặng hai tay bưng. Không phải hai tay bưng nữa mà tám cánh tay của hai bên gia đình của chúng ta sẽ vun đắp cho hạnh phúc trăm năm của hai con, Hoài Nam và Mai Thanh. Xin mời.
Và cây trầu ăn hỏi, cây trầu kết thông gia đã chính thức xác nhận chú rể Hoài Nam là rể hiền, rể thảo của gia đình nhà gái chúng tôi và đề nghị chúng ta vang lên những tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt đi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn rất là nhiều và xin phép được đón cây trầu này. Xin mời bố Long sẽ cùng với cây trầu và chai rượu nữa, xin mời tiếp nối cùng chai rượu nữa. Hai ông thông gia hãy cùng chung tay ạ. Và thật tuyệt vời, đây là một trong những nét đẹp của gia đình nhà trai rất là cầu kỳ, chỉnh chu và hoàn mỹ với tất cả các phần thủ tục. Thay lời gia đình nhà gái trân trọng cảm ơn ạ. Hãy cùng theo chân nhà phụ trở vào tư gia để đón cô dâu Mai Thanh và hãy cùng thực hiện nghi thức truyền thống của gia đình nhà gái chúng tôi, nghi thức dâng hương gia tiên. Như vậy là phần thủ tục đầu tiên, thủ tục kết thông gia giữa hai bên gia đình của chúng tôi đã được thông qua bởi cây trầu ăn hỏi và dâu hiền dì thảo cũng đã ra mắt tới tất cả quý vị. Ông bà ta nói rằng trong năm thì có tháng, trong tháng có ngày và trong ngày chúng ta chọn nên một khung giờ đẹp nhất, đó là khung giờ Thanh Long Hoàng Đào. Và phần thủ tục thỉnh kỳ đón dâu ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình nhà trai vui lòng cho gia đình nhà gái chúng tôi được biết về khung thời gian mà gia đình nhà trai sẽ xuất phát lên đường đón dâu, giờ sinh dâu của gia đình nhà trai trong ngày hoàng đạo của hai em Hoài Nam và Mai Thanh. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hôn trường và bên nội bên ngoại của gia đình nhà gái, nhà trai chúng tôi xin thông báo thời gian đón dâu vào 8:05 ngày 12 mùng 2 tháng 6 năm Quý Mão. Trong thời gian đó mong được cả hai họ chúng ta tập trung đầy đủ và có mặt để đón dâu và đưa dâu về làm lễ tại quê nhà. Như vậy là khung giờ mà chú rể Hoài Nam và gia đình nhà trai sẽ khởi hành lên đường đi đón dâu vào hồi 8:05 thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023, nhằm vào ngày mùng 2 tháng 6 năm Quý Mão. Và sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ thì gia đình nhà trai và chú rể Hoài Nam sẽ có mặt tại gia đình nhà gái của chúng ta để hoàn thiện phần thủ tục phúc quy. Và gia đình nhà trai, chú rể Hoài Nam cũng xin phép gia đình nhà gái đón cô dâu Hoài Mai Thanh vào khoảng khung giờ 10:10 cùng ngày để đảm bảo thời gian, đó là 10:30 sẽ kịp có mặt tại tư gia hôn trường của gia đình nhà trai để tổ chức lễ thành hôn theo đúng như lịch trình mà hai bên gia đình của chúng ta đã lựa chọn. Chính vì vậy chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến tâm tư của vị đại diện gia đình nhà gái, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa bên Hoàng nhà trai, và anh em trước mắt người ngoài kiểm tra rất phấn khởi, rất sung sướng được thể tài lẫn kỳ do tốt, ngày tốt, tháng tốt. Gia đình Hoàng nhà gái tôi sẵn sàng, tuy là người gái xa rồi nhưng lại nhà gái Hoàng nhà gái sẽ sẵn sàng đón tiếp và đưa cháu về nhà trai được như là hạnh phúc hoàn toàn. Xin chân trọng cảm ơn. Sân si, à mà coi kìa, có ba nhịp nhịp chân mà ba uống mỗi một chút mà có bầu thiệt ưng à. Dữ à. Gia đình hôm nay ai cũng vui thay, cạn chén đầu xuân cho nó đông đầy. Thì mà nồng tình ta ba chay, lấy giấy 10,000 lì xì em ơi. Đầu tiên con xin chúc cho ông bà, điều đương nhiên là phải chúc cho không già. Vô đây là cha mẹ coi em như người trong nhà, mẹ nói nuôi anh như là công quả. Tới Tết muốn vợ cái mới cổng qua, coi vậy năm nay vậy mà vui quá. Được cái trao tay thiệt là may mắn, vì đăng đắng là mình gần nhau thêm. Chào gì mà ngập ngừng, nguyện nằm dù một tuần trong lần ra gian hồn gian ai vui đón mừng.
ngập vàng. Năm mới đó bao niềm vui trong phơi phới. Bà con sắm sách bên nhau quấn quýt tài lao. Các bên tất ta chinh trong nhà sinh thôi. Ta từ từ rồi khoan tay đừng có bác đi anh đưa em về. Em đâu có biết gì mà nói ra mà câu thiết tha. Như nhà mình thôi em thấy có gì khó đâu. Đâu đâu chỉ cần làm đúng 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 đúng. Chẳng ai đâu năm là ai sao quà nè. Kia đi nhà nhà lọc đến tết xa. Vui sao mà vui mãi này mình có nào. Bao lâu nay bằng lòng em bằng lòng thì đúng thôi. Em đúng ngay đầu năm ba má mình mà nghe vui lắm. Tinh 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 tốt cho sao tìm người. Tìm nụ cười hào hứng tất xa. Giang thêm vài câu chúc mừng còn lâu mới buồn. Em phải đưa tay hứa có yêu mình anh thôi. Chuyện của ta bao xa ra một ba năm đâu. Chẳng may đầu năm là ai trao quà. Khi nhà nhà ta ta xa xa xa. Nghe vui lắm tích 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 tốt gặp sao tìm người. Tìm nụ cười hào hứng tất xa. Giang thêm vài câu chúc mừng còn lâu mới buồn. Em phải đưa tay hứa có yêu mình anh thôi. Chuyện của ta bao xa ra một ba năm đôi. Sắc. Đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới, em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi. Một, hai, ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời. Cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu. Cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới, em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi. Một, hai, ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời. Cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu. Cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh. Anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi. Anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời. Cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu. Cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Kính thưa ông bà sinh ra trong Thanh, cùng các bác, các chú, cô, dì, cậu, vợ, bên nội, bên ngoại của gia đình nhà gái. Hôm nay, mấy ngày qua, chúng ta đã tiến hành các nghi thức, nghi lễ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cho nên, hôm nay gia đình chúng tôi có ông bà thân sinh ra cháu Nam là ông Hường và bà Thúy. Các bác, các chú, cô, cậu bên nội, bên ngoại của nhà trai đều có mặt đầy đủ trong buổi hôm nay.
và xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chú đáo của họ. Nhà gái xin mời các bạn. Kính thưa toàn thể các ông, các bà, các bác, các chị và các vị khách quý, hôm nay rất sung sướng đầu ăn trái cây đã trái quả đã chín đỏ, tình ái càng bài gió. Gia đình nhà gái chúng tôi rất sung sướng và rất hạnh phúc được nghĩa là chấp nhận nghĩa là giang tay đón cháu Thanh vào lòng để đưa cháu về làm dâu của ông bà, ông Hường và cho nên không có gì hơn kính chúc nghĩa là toàn thể các quý vị, các khách quý, các ông các bà một lời chào trân trọng và sức khỏe hạnh phúc. Xin chân trọng cảm ơn. Chẳng chờ chi nữa em ơi, mình làm đám cưới anh tôi, bà con cô bán ai bên, cứ mong ngày ta sánh đôi. Chầu cầu xanh lễ sang thơm, giờ lần tháng tống ai lắm, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bắt đầu trăm năm. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao nè, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao đây. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, nói anh nghe coi nè. Mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua nè. Chứ thương em nào ngại chi đường xa, anh ước mong sao hai đứa chung một nhà. Dù đường gặp gần anh dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mang nồng dây tơ hồng đẹp màu uyên, về nhà cho một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ chi nữa em ơi, mình làm đám sánh đôi. Chào cầu xanh lễ sang thăm, giờ lần tháng tống ai lắm, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bắt đầu trăm năm. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao nè, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao đây. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, nói anh nghe coi nè, nghe coi nè. Người ta thường báo yêu là phải nói, giống như là đối là mình phải ăn, nhưng anh thích em mà em không chịu. Tình hình hiện tại có vẻ khác em, cứ nghĩ về em bao đêm thao thức nè, bứt rứt bằng thần tay chân nè. Anh thương là thương em thiệt, nhưng mà còn chưa biết ngày nào em ưng em. Cho anh hỏi là mấy giờ em ngủ, để anh thủ sẵn trước bên đường canh, tạo đi cho một mình mà không rủ. Đêm nay lạng hoàng trong mơ lại không ăn, đâu có ngại gì đâu, mấy sóng anh đụng lậu. Dù mấy núi mấy đèo anh cũng qua, bởi vì thương nên là anh chấp hết cho còn chữ tình chữ nghĩ của đời. Dù gần anh dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mang nồng dây tơ hồng đẹp màu uyên, về nhà trong một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ chi nữa em ơi, mình làm đám cưới anh tôi, bà con cô bán ai bên, cứ mong ngày ta sánh đôi. Chầu cầu xanh lễ sang thăm, giờ lần tháng tống ai lắm, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bắt đầu trăm năm. Xin em chớ lo, dẫu còn nắng mưa dãi dầu, dù giật đôi dù sao rơi, anh thương em nhất trên đời. Chẳng chờ chi nữa em ơi, mình làm đám cưới anh tôi, bà con cô bán ai bên, cứ mong ngày ta sánh đôi. Chầu cầu xanh lễ sang thăm, giờ lần tháng tống ai lắm, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bắt đầu trăm năm. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao nè, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao đây. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, nói anh nghe coi nè, nghe coi nè. Từ tính sao chỉ một câu hỏi suốt ngày hỏi tới
dành những tràng pháo tay lớn để chào đón sự diện của cô dâu và chú rể trong buổi chương ngày hôm nay. Trân trọng kính mời quý vị khách quý chúng ta sẽ cùng mời thân đứng dậy ạ, và chúng ta liên tục dành những tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây sẽ là giây phút huy hoàng nhất của cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu chú rể cùng với thân là thân thương sẽ cùng hoan hỉ bước về trận. Xin mời. Thưa quý vị đang tiến về phía sân khấu lúc này, trong vòng tay ấm áp của tứ thân phụ mẫu, cô dâu chú rể đang di chuyển về phía khán phòng sang trọng lịch sự nhất và sẽ chính thức đặt vòng đầu mình cao nhất và đẹp nhất của mình tại khán phòng tiệc cưới. Xin mời cô dâu chú rể sẽ đứng vị trí chính giữa. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong giờ phút gần đây thì cô dâu chú rể trước sự chứng kiến của tất cả quý vị cùng với tứ thân phụ mẫu đã có mặt tại khán phòng của gia đình được bố trí tại tầng 4 khách sạn Thanh Bình thuộc công ty cổ phần thương mại Thảo Yên. Và lần đầu tiên cho phép MC Hiệp Thương xin được đồng hành cùng với đại lễ thịnh hôn long trọng của đôi bạn trẻ Hoài Nam và Mai Thanh, xin được gửi tới các cụ ông cụ bà, quý vị khách quý cùng quan viên hai họ bốn bên một lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Và sau đây để đáp lại tình cảm của quý vị và ra mắt tới quan viên hai họ bốn bên, xin mời tứ thân phụ mẫu cùng với cô dâu chú rể sẽ từ gửi tới một cách cúi đầu chào cảm tạ và ra mắt từ quan viên hai họ bốn bên. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn của quý vị chào đón sự kiện của các quan viên cùng với tứ thân phụ mẫu là một màn pháo hoa tưng bừng rực rỡ đã tổ thiện cho giây phút hoành tráng nhất của đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa các cụ ông cụ bà cùng quan viên hai họ bốn bên tham dự chương trình đại lễ thành hôn long trọng này, ngoài sự có mặt đương nhiên của đoàn đại tộc gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, thì ngày hôm nay đối với hai gia đình rất vinh dự được chào đón sự hiện diện của cơ quan, đơn vị và các ban ngành đoàn thể cùng với bà con lối xóm, bà con khu phố đã dành thời gian và ngọc trở về đây để chứng kiến chương trình đại lễ thành hôn long trọng này, và đặc biệt là tham dự chương trình đại lễ thành hôn long trọng này có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên của chi cục thuế khu vực Yên Định, Thượng Hóa đã dành thời gian vàng ngọc trở về đây để chứng kiến chương trình đại lễ thành hôn long trọng này. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng quý vị khách quý. Kính thưa toàn thể quý vị, trải qua những năm tháng yêu đương và tìm hiểu nhau hết sức kỹ lưỡng, ngày hôm nay câu chuyện tình lãng mạn của đôi bạn trẻ đã trở thành hiện thực. Và trong buổi trưa ngày hôm nay tại khán phòng sang trọng lịch sự của khách sạn Thanh Bình, đơn vị tổ chức sự kiện của đôi bạn trẻ Hoài Nam và Mai Thanh được sự đồng ý nhất trí của hai chính quyền địa phương, sự tác hợp của hai gia đình cũng như là sự đồng tình của đôi bạn trẻ cho phép hai gia đình nhà trai ông Nguyễn Mạnh Hường và bà Lê Thị Thủy, địa chỉ số nhà 27 đường Triệu Quốc Đạt, khu 3 thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa, gia đình nhà gái ông Trịnh Đình Long và bà Hoàng Thị Hương, địa chỉ số nhà 15/71 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trào, thành phố Thanh Hóa, đã chính thức tổ chức chương trình đại lễ thành hôn cho hai con, đó là tân lang tân nương Hoài Nam và Mai Thanh, trong một ngày hết sức tuyệt vời khi một chương trình kiến rất là đông đảo toàn thể quý vị đã dành cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó luôn luôn là nguồn vinh dự vô cùng to lớn đối với hai gia đình cũng như là cô dâu chú rể. Và ngay giờ phút ở đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình sân khấu, hướng mắt về cô dâu và chú rể để chứng kiến một giây phút hoành tráng nhất của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là trước sự chứng kiến của tứ thân phụ mẫu, cô dâu chú rể sẽ chính thức trao đôi vòng nhẫn cưới cho nhau, và đặc biệt là trước sự chứng kiến của tất cả quý vị đang tham dự chương trình đại lễ thành hôn long trọng này. Sau đây xin mời cô dâu chú rể lùi về phía sau 40 cm và bố mẹ sẽ đứng sang hai bên 20 cm để cùng chứng kiến giây phút tuyệt vời này của hai con. Cô dâu để bó hoa xuống bàn, chú rể sẽ người đầu tiên trao nhẫn cưới cho cô dâu. Kính thưa quý vị, chiếc nhẫn đôi vòng nhẫn cưới là những vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm kết thúc, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng của đôi lứa. Chiếc nhẫn đang được lồng vào ngón áp út để gần với trái tim hơn, lưỡi nguyệt hai trái tim sẽ hòa chung nhịp đập. Và cô dâu sẽ người tiếp theo trao nhẫn cưới chú rể, tức là người chồng yêu quý của mình. Và kính thưa quý vị, câu chuyện tình của đôi bạn trẻ được gắn kết bằng đôi vòng nhẫn cưới, và đây là kỷ vật linh thiêng nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời con người chúng ta. Đó chính là giây phút đôi bạn trẻ gắn kết cùng thể hiện bên nhau, mãi mãi bên nhau cho đến trọn cuộc đời. Và đôi bạn trẻ đã trao đôi vòng nhẫn cưới cho nhau, một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc phúc cho tân lang tân nương trong năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã bố trí tại khán phòng của gia đình, đó là tháp chiều tình yêu, tháp chiều hạnh phúc,
Và sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến giây phút cô dâu chú rể sẽ cùng rót rượu và cắt bánh. Đó là nghi thức quan trọng nhất trong buổi sáng từ trước ngày hôm nay. Và chú hãy gặp mặt anh là hỏi khi nào thì mới được dâu mới 30. Còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám tính tới chuyện gia đình mà xui ghê. Anh là dính với em tính ra duyên của hai đứa hỏi hàng. Theo anh là xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Tích tích tình tan không khí hôm nay rộn ràng. Thêm dắt con dâu về nên xóm trên xóm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao. Ra duyên tao mang theo trầu cao rất con dâu ngoan về nhà. Thiệp mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi. Họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nồng nao đón chờ ngày qua rước dâu. Không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau. Một hai ba dâu vui bia đi bạn. Chúng ta sẽ cùng được dõi theo những giây phút ấm áp nhất, ý nghĩa nhất của bố mẹ dành tặng cho hai con. Đó là những phần quà đầy ý nghĩa bố mẹ chúc cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời mẹ sẽ có phần quà dành tặng cho các con yêu của mình. Và trên tay mẹ đang cầm đó là một chiếc kiềng bằng vàng. Và kính thưa quý vị, sau đây đích thân mẹ sẽ trao tặng cho phần dâu yêu quý của mình. Trước sự chứng kiến của tất cả quý vị và bố sẽ trao phần quà này cho người con trai của quý công mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây chú rể sẽ đón nhận phần quà này đến từ bố. Và kính thưa quý vị, cổ nhân có câu: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tân tảo sớm hôm cha nuôi con khôn lớn, ôm cả tấm thân gầy mẹ che chở cho con. Phần quà tiếp theo bố dành tặng cho con trai yêu quý của mình. Và tất cả chúng ta sẽ thay lời cảm ơn của hai con đối với tấm lòng của bố mẹ bằng một tràng pháo tay thật lớn đấy các bạn. Chân thành cảm ơn quý vị, chân thành cảm ơn tình cảm của bố mẹ với những cái ôm nồng ấm nhất. Đây là những thước phim, những khung hình cận cảnh ý nghĩa và sâu sắc nhất của bố mẹ đang hướng về phía hai con. Chân thành cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Trân trọng kính mời bố mẹ sẽ cùng bước xuống bên dưới. Kính thưa quý vị, sau phần quà của bố mẹ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những phần quà tiếp theo đến từ phía gia đình bên nội và bên ngoại của tân chú rể. Và chúng tôi xin được mời em trai của chú rể sang được gửi tiếp theo. Và thưa quý vị, đó là một chàng trai không có tuấn tú, người em trai của chú rể ngày hôm nay với phần quà đầy ý nghĩa, chúc phúc cho anh chị yêu của mình. Và đó là chiếc tay bằng vàng đích thân chú sẽ trao tặng cho chị dâu đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các nhà hoàng phủ của những bạch gia, những bạch gia Hoài An gồm những ảnh gia Hà My, chúng ta sẽ cùng ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời. Đó là người em trai chú rể với phần quà một chiếc lắc tay bằng vàng đang trao cho anh chị yêu của mình. Trước sự chứng kiến của tất cả quý vị đang tham dự chương trình đại lễ thành hôn long trọng này, xin được thay lời cảm ơn của cô chú rể cho thành cảm ơn tình cảm của em trai rất nhiều. Và sau phần quà của em trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời những phần quà đến từ đại gia đình bên nội của chú rể. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà nội của chú rể sẽ là người tiếp theo cùng lên sân khấu trao quà kỷ niệm cho hai con. Trân trọng kính mời bà nội của chú rể. Vâng, thưa quý vị, đội năm nay tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ngày hôm nay sau bao tháng đợi mong chờ, một giây phút ý nghĩa và tuyệt vời nhất. Và ngày hôm nay, nội sẽ cùng lên sân khấu để có phần quà cho hai con. Và sau đây thì trân trọng kính mời nội sẽ trao phần quà cho hai con đi của mình. Dưới sự hướng dẫn của thành viên gia đình, nội năm nay đã hơn 90 tuổi rồi và kính thưa quý vị và chờ đợi mãi. Kính thưa quý vị, nội năm nay 106 tuổi rồi và kính thưa quý vị, một điều hiếm có, một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị đi ạ. Và kính thưa quý vị, 106 tuổi rồi ngày hôm nay vẫn còn minh mẫn. Và kính thưa quý vị, một phần quà bằng vàng, những bàn tay nồng ấm nhất nội sẽ lưu lại với các con yêu của mình những khung hình đẹp nhất. Nội nán lại ít giây đi. Kính thưa quý vị, một điều chúng ta hoàn toàn ngạc nhiên. Vâng, kính thưa quý vị, thật thán phục các cụ 106 tuổi rồi. Và một lần nữa, cụ xứng đáng từ quý vị một tràng pháo tay tất lớn đấy các bạn. Chân thành cảm ơn quý vị, chân thành cảm ơn tình cảm của nội rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình Bắc Lam, gia đình Bắc Hoạt, hai gia đình tiếp theo cùng hoan hỉ lên sân khấu trong mọi kỷ niệm siêu mật. Mừng hạnh phúc của đội bạn trẻ. Và chúng ta cùng dõi theo những hình ảnh, đó là những
thành viên của gia đình nhà trai dặn nhà gái sẽ có những phần quà đầy ý nghĩa để chúc phúc cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Những người đã trao quà đó là gia đình bác Lam, gia đình bác Hoàn, đó là những người bác của chú rể ngày hôm nay với những phần quà bằng vàng dành tặng cho hai con. Và xin mời chú rể và cô dâu sẽ đón nhận phần quà này. Sau đây xin được thay lời cảm ơn của hai con chân thành cảm ơn tình cảm của gia đình bác Lam và gia đình bác Hoàn rất nhiều với những giây phút ý nghĩa bên cạnh hai con trong ngày vô trọng đại này. Và sau phần quà của gia đình bác Hoàn và gia đình bác Lam, chúng tôi trân trọng kính mời gia đình chú Trương và gia đình anh Minh Hương sẽ là những thành viên tiếp theo cùng lên sân khấu. Xin mời. Chúng tôi xin được mời gia đình em Cương và gia đình em Liên, chúng ta cùng lên sân khấu luôn đẹp. Xin mời gia đình em Cương, gia đình em Liên. Và thưa quý vị, ở phía dưới quý vị, chúng ta đang có những giây phút tuyệt vời, đó là những tiếng reo vang để chúc hạnh phúc cho cô bạn trẻ trong buổi trường này. Chân thành cảm ơn tình cảm của thành viên, chúng tôi xin mời gia đình em Cương và gia đình em Liên sẽ những thành viên tiếp theo với những phần quà chúc phúc cho cô dâu chú rể. Đó là những phần quà đến từ các thành viên đại gia đình bên nội của chú rể. Thay lời cảm ơn của cô dâu chú rể, chân thành cảm ơn tình cảm của các thành viên rất nhiều. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời những phần quà đến từ đại gia đình bên ngoại của chú rể. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại của chú rể sẽ là những thành viên đầu tiên đến từ đại gia đình bên ngoại của chú rể sẽ cùng hoan hỉ lên sân khấu. Trân trọng kính mời ông bà ngoại. Xin cứ đã yếu nhưng ngày hôm nay các cụ rất là vui và ngày hôm nay cùng với đoàn xe mang về giới phúc đi đón dâu và trở về đây để chính thức ông bà ngoại có những phần quà giá trị bằng vàng chúc phúc cho hai con. Và tất cả chúng ta dành cho ngoại một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Chân thành cảm ơn quý vị, chân thành cảm ơn tình cảm của ông bà ngoại. Ông bà ngoại sẽ cùng lưu lại những thước phim và những hình ảnh đẹp nhất với hai con yêu của mình. Chân thành cảm ơn tình cảm của ông bà ngoại rất nhiều. Và liên tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Hùng, gia đình cậu Nhung, gia đình dì Nhung ạ. Và gia đình dì Nhung, gia đình cậu Hùng. Cậu Điệp sẽ cùng lên cùng với các cậu bác sĩ nội địa để lưu lại những bức hình đẹp nhất ạ. Và các cậu bác sĩ chúng ta sẽ đứng lại ít giây để chờ gia đình cậu Điệp chúng ta cùng sân khấu để có những khoảnh khắc để ý nghĩa này. Xin mời. Và thưa quý vị, đó chính là gia đình các cậu cùng với các sĩ đã có những giây phút tuyệt vời và xin được chân thành cảm ơn tình cảm của gia đình cậu Hùng, gia đình dì Nhung và gia đình cậu Điệp rất nhiều trong buổi trường này. Chân thành cảm ơn. Và đến trong quá trình, chúng tôi xin mời gia đình bạn Dũng Ngọc cùng với bạn Trường sẽ cùng hoan hỉ lên sân khấu. Xin mời. Và cái thứ vị đó là song trường, hai bạn đều là trường. Chúng tôi xin mời hai bạn trường cùng với bạn Dũng Ngọc sẽ cùng sân khấu để trao quà kỷ niệm cho chú rể. Xin mời. Thưa quý vị, đó là các bạn của chú rể ngày hôm nay cũng đã dành thời gian vàng ngọc để trở về đây để cùng có những giây phút hạnh phúc bên cạnh các bạn yêu và sẽ có những phần quà để chúc cho hai bạn, chúc hai bạn trọn đời hạnh phúc. Và xin được thay lời cảm ơn của cô dâu chú rể, chân thành cảm ơn tình cảm của hai bạn rất nhiều. Hai bạn Trường cùng với bạn Ngọc Dũng sẽ lưu lại những khung hình đẹp nhất. Và đó, các thành viên đến từ phía gia đình nhà trai trong buổi trường ngày hôm nay cùng với những người bạn đã có những phút tuyệt vời, chân thành cảm ơn tình cảm rất nhiều. Và đó là những phần quà đến từ phía các nhà trai. Và nhà trai hăng hái nhưng bên gái kém gì đâu. Với tinh thần đó, xin được trân trọng giới thiệu những phần quà sẽ đến từ phía gia đình nhà gái. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu sẽ cùng trở về sân khấu để có những phần quà đầy ý nghĩa chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc trong buổi trường này. Trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay bố mẹ cùng với đoàn xe mang về hạnh phúc xuất phát từ gia đình nhà gái từ Bình Dương, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa để tham dự chương trình đại lễ thành hôn của hai con. Và sau đây bố mẹ sẽ có những giây phút tuyệt vời và những phần quà ý nghĩa chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một chiếc kiềng bằng vàng. Mẹ sẽ trao tặng phần quà này, xin mời. Các nhà quản phim ảnh bày ra cận cảnh ghi lại những giây phút tuyệt vời và ý nghĩa. Và sau đây thì chú rể sẽ đón nhận phần quà từ bố và cái đơn vị đó là bố vợ yêu quý với phần quà một chiếc nhẫn bằng vàng và một tràng pháo tay thật đông nhiệt của quý vị dành cho bố mẹ sinh thành cho cô dâu ngày hôm nay với những giây phút đầy ý nghĩa bên cạnh các con yêu của mình. Xin chân thành cảm ơn tình cảm của bố mẹ rất nhiều. Và đến trong chương trình, chúng tôi xin được mời anh chị của cô dâu sẽ cùng hoan hỉ lên sân khấu, anh chị em ruột của cô dâu sẽ cùng lên sân khấu để trao quà kỷ niệm cho hai em, xin mời. Vâng, thưa quý vị, đó chính là anh chị em ruột của cô dâu. Và đến chương trình, chúng tôi xin mời gia đình em Lê, em Khiêm, em Trúc cùng với cháu Thảo và dì Tâm, tất cả thành viên của dàn nhạc gái, chúng ta cùng sân khấu luôn đi ạ. Xin mời các thành viên chúng ta đến từ phía dàn nhạc gái, chúng ta cùng hoan hỉ lên sân khấu, xin mời. Thưa quý vị, đó là các em cùng với dì và các cháu đã có những phần quà đầy ý nghĩa. Những phần quà chiếc vàng và bằng tiền đồng đã được dành tặng cho cô dũng rể, xin mời. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Chân thành cảm ơn các thành viên của gia đình nhà gái. Và đó là những phần quà đến từ phía gia đình nhà gái. Và thưa quý vị, trước khi cơ quan đơn vị sẽ có những phần quà, sau đây chúng tôi xin mời chị Tú sẽ đại diện cho bên nội, cho bên nội, anh chị em trong bên nội đã có những phần quà kịp trở về sân khấu để dành tặng cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, như MC đã giới thiệu từ buổi đầu, cô dâu chú rể hiện đang công tác tại chi cục thuế khu vực Yên Định Thiệu Hóa và ngày hôm nay tham dự chương trình đại lễ thành hôn long trọng này có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cùng với các phòng đơn vị, phòng ban của chi cục thuế đã có mặt tại đây. Và sau đây thì như thường lệ, chúng ta sẽ cùng được chào đón sự hiện diện của cơ quan đơn vị có những phần quà đầy ý nghĩa. Và sau đây chúng tôi xin được mời đại diện của cơ quan chi cục thuế khu vực Yên Định Thiệu Hóa sẽ có phần quà chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa hôm nay. Trân trọng kính mời kính thưa quý vị. Và sau đây chúng ta sẽ chào đón đồng chí Nguyễn Hữu Lực, phó chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Yên Định Thiệu Hóa sẽ đại diện cho cơ quan sẽ có phần quà để chúc phúc cho cô dâu chú rể trong buổi trưa này. Trân trọng kính mời. Và tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn sự quan tâm của cơ quan, các đồng chí lãnh đạo đại diện cơ quan đã có những giây phút và những phần quà chúc phúc cho cô dâu chú rể. Và qua đây xin được thay lời cảm ơn của cô dâu chú rể và đặc biệt là cảm ơn của hai gia đình gửi tới cơ quan đó là chi cục thuế khu vực Yên Định Thiệu Hóa. Chúc sức khỏe các đồng chí cùng với tất cả các bộ nhân viên, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và sau đây chúng tôi xin được mời đại diện của chi đoàn cơ quan, chi đoàn thanh niên của cơ quan chi cục thuế khu vực Yên Định Thiệu Hóa sẽ có phần quà lưu niệm chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cảm ơn những tình cảm tốt đẹp nhất, những phần quà đầy ý nghĩa của cơ quan đơn vị đã có những giây phút hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất dành tặng cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều nay. Và sau những phần quà của gia đình thì sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời những người bạn thân của bố mẹ của chú rể ngày hôm nay sẽ cùng lên sân khấu. Những người bạn thân của mẹ và đó chính là cô Loan, cô Nhị cùng với các cô trong hội bạn thân, cô Hồng, cô Hằng, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu. Hội bạn thân của mẹ chú rể ngày hôm nay đã có mặt tại căn phòng. Sau đây trân trọng kính mời các chị xinh đẹp, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để có những giây phút tuyệt vời bên cạnh các con yêu. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời hội những người bạn thân của mẹ chú rể. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời.
đó là những người bạn thân của mẹ chú rể ngày hôm nay đã dành thời gian và Ngọc, và chúng tôi xin mời bố mẹ cùng lên sân khấu luôn đi ạ, cùng với các chị. Đó là những người bạn của mẹ chú rể ngày hôm nay cũng đã vừa một chặng đường xa xôi để cùng trở về đây để có những giây phút hạnh phúc nhất bên cạnh cô chú rể. Xin trân trọng kính mời, các phần quà sẽ được dành tặng cho cô bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Thay lời cảm ơn của cô dâu quý trẻ, cảm ơn tình cảm của người thân của mẹ rất nhiều. Ngày hôm nay đã có sự phút tuyệt vời. Cảm ơn chàng pháo tay thật lớn của quý vị dành cho các mẹ xinh đẹp đi ạ. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo. Đây mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bóng kiên vàng bạc, nặng cổ. Người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nhà, hết năm nay mà không thấy là tôi lúc đó bao nhiêu giờ. Đời tôi thức giấc lắm ngóng chờ ai à, mong mong.